dán thì nó bị chọc. Cô chị sơn một dán nó bị chọc 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 hết kìa. Giá là người ta dán cái móng dạ thôi chứ để bạn xem mà. Chạy hết rồi. Em có tự cạy mụn không nhỉ? Có. Trong vùng sâu quá hình dần quá trời luôn á. Mình thấy lấy phê đấy. Bạn trở qua hả? Dạ. Chả hết rồi.
Em bị này lâu chưa? Lâu rồi chị. Mấy tháng dịch rồi đó. Chứ đâu có bị dị ứng cái gì không? Có một lần em bị dị ứng mấy lần á. Em bị dị ứng hải sản á. Nó lên biết dị ứng mà bạn ăn hả? Thèm quá. Hồi nhỏ thì không bị. Nhỏ ăn thì không bị. Cái này là giống như kiểu em bị dị ứng á. Xong em để lâu quá rồi thì nó kết lại hết rồi. Để những cái mặt sần ơi là sần luôn á. Nó bị gì vậy? Phải, không phải là bạc hơn màu mà. Giờ nói sao trời? Mày nó chụp đau giỏi vậy. Đau không? Dạ đau, rất đau. Đi mấy chỗ khác đây, chuyển đâu cái lắm rồi. Dạ. Thì luôn em chỗ nào mà có thuốc tê thì em cũng chết, nó đau cũng chết. Em định uống giảm đau trước khi đi rồi đó. Được mà, vậy đó. Nhưng mà em sợ. Sợ uống nhiều thuốc quá. Ủa sao tự nhiên mỏi không? Mỏi. Thường mình lấy mụn ở trong bao lâu chị? Tùy mụn ít hay mụn nhiều chứ. Mụn em chắc lâu ạ. À? Phải hơn 30 phút đấy. Phải sức thuốc. Sức thuốc là không ấy được ra đâu. Trời ơi, chắc là gãi dữ lắm nè. Như phải đi làm móng tay để em đừng có gãi nữa.
Không thể của em hay cào. Đó, mình cũng muốn mình tránh đời luôn mà. Uống trà sữa nó có lên bụng không chị? Có. Uống nhiều quá không tốt đâu. Đường. Có thuốc bia không? Dạ có. Em làm khuya lắm. Mà uống đường cũng nhiều. Không trà sữa thì cũng trà khác. Làm bán cà phê à? Bán trà sữa à? Dạ không, em làm quần áo nhưng mà không có đồ ngọt thì em thức không nổi. Em là combo mụn luôn á. Tại vì em bán quần áo, cái bụi vải quần áo nó cũng gây mụn này. Không, em làm ở văn phòng á, ít quần áo. Ừ. Tưởng mà bán quần áo ấy thì thôi đó. Trời, lấy mụn em xong chắc quẹo cổ luôn quá. Bị mụn cổ là do tiêm vaccine xong là bị á. Cái này bụng chất ngực nó, mà chất ngực thì đỏ rồi. Nó tự hết. Ra giùm chị, Hạnh lấy giùm chị cái đồ ra Hạnh.
bên kia chị, bên kia mới gửi thân quát kìa. Đứng dậy. Người tính không bằng trời tính. Hết ù tai nha. Ừ mà nó cũng từ đâu bị nặng không? Thấy bị nặng vậy? Cũng vậy hả? Không biết không? Nó bị chập tròn đấy. Lúc nó nặng hơn, nặng luôn. Mỗi lần em xuống rồi, cái chỗ ăn cơm á chị em, là nó nặng bị luôn á. Kỳ nhỉ? Em đang bị tăng cân đây. B 52 53 cân rồi. Mấy bên này lười đi, lười tập thể dục thôi. Xong ăn thì ăn khuya nữa. Bông luôn đấy chứ. Có dựa nghi gì không? Nhà có nhưng mà nó vẫn khô. Em dựa bằng cái gì? Thì em dũng kem dũng rồi. Serum em xúc cho là nó bị nổ mụn. Người em bị da mịn cọt rồi. Trời ơi, da nó khô. Bông luôn á. Em đi lần nào cũng về cũng bị bong hai cánh mũi. Giờ này, giờ chưa làm gì nó đã bong rồi. Cái thời điểm tạm đủ cái nói chung này dựng đúng ấy chứ gần mà dựng sai thì dựng nhiều nó cũng vậy à. Giống như cái cần thì nó không có, mà cái không cần thì nó quá trời. Đâu có tác dụng đâu.
Bạn em đợi quá hả bạn? Dạ. Mà nó kỳ quá, nó la luôn nè. La mà không la luôn.
đen luôn. Nó muốn hóa thạch cái này luôn. Lên thùy đấy rồi. Đầu tư. Cái móc nó lại đau lắm. Đo cái móc á, cái móc dưới tay. Hồi xưa có một bụng nào là bú xé rồi cho nó đi về nè, nó thăm lẹ thăm bé đi nặng nha nha vậy mà mắt đẹp hết đẹp rồi cần rồi thấy không cái bệnh dưỡng nha cái tội thử nha dưỡng gì không biết chung là bữa nay hết đẹp rồi sắp tết mà không vẫn đẹp vẫn đẹp. Nhìn mới thấy luôn mà. Sờ mới thấy thôi chứ. Mà thêm bên đây chắc bọn người spa luôn nữa. Đi du lịch phải tìm bằng. Thấy làm bụng móng tay nữa. Làm nhân nhân thứ làm bằng móng tay dán đấy chứ. Dán như thao ra tay nó vẫn ấy à. Tay móng tay nó vẫn ảnh hưởng, móng tay bà là mỏng rồi. Tay chị thêm nó mỏng. Không dày bằng chị đâu. Không, chị là đệ nhất rồi. Chị chỉ thấy ai móng tay ai mà dày bằng móng tay của chị. Bố em mà cắt móng tay mà gãy kìm là chị biết rồi đấy, không chân chứ. Bố mẹ em móng tay cũng cứng lắm, ông bà ngoại em vậy, cứng ngắc hả? Móng chân của bà em mà cắt thì thôi chứ. Chân bà em dài. Để không, ý là cái chân đó. Cái chân của bà em á to ấy. Con Hạnh mà ngồi nó soi thôi. Chai rồi. Về sức thuốc cho cái chỗ này nha em. Cứ nhắc cái chỗ này. Lộn sọ thật đấy chứ. Không ăn lại chứ cũng muốn cậy mũi nữa. Hết chưa? May mũi thiệt hết chứ không cậy nữa. Hết chưa? Em biết rồi. Thế nó không sẽ chắc hết rồi. Nó may ảnh. Cái kiểu sức tố của nó gom lại rồi. Cái con bé cái gì, bé Trang hay cái gì đó. Mình lần lấy mụn nó là thôi chứ. Muốn khóc luôn á. Bé làm lễ tân á.
tên gì không biết tên gì ấy. Hà chứ. Mụn cứng đúng không? Nhớ tên là không như mặt. Thì bữa chị Hoài kêu ca mụn này là cứng nhất từng nạn. Em mới nhớ chị em đã làm chị đó là nào đâu. Em đứng bên cạnh thôi à. Sao cái thằng kia nó kêu, thằng nhóc kia nó kêu đi. Ý là Ula Spa ấy. Kêu là ý là vô hỏi mấy nhân viên thì nó kêu vẫn xài xài đồ của Spa ấy. Nhưng mà xong rồi nói hồi nó khai ra là không phải. Ở đây không có đứa nào xài của sản phẩm của Spa ấy đó. Nhiều mắt mà nhiều không xấu sao luôn. Tụi nó làm trong đây tụi nó biết đi. Ula sốt sốt nhiều vậy là mình đông nhỉ. Thí dụ giờ em bị mụn em không biết đi đâu em phải đi đó như thế nào. Mà ca sĩ nổi tiếng nữa. Ô đúng chém đẹp luôn á. Quay sắp xong rồi. Em bé mặt nó dựng dưng kìa. Lấy tiếp nữa nha. Lấy thêm nữa nha. Vậy thôi chứ em đau trong lòng lắm. Vừa đau ví mà vừa đau lòng. Vừa đau mặt vừa đau ví vừa đau lòng. Đau ví tới luôn rồi xoa dịu được. Nhưng mà cái này đau quá. Đau mà em ám ảnh. Thế nằm tỉnh bơ mà. Nhưng mà đau trong người. Bé này dùng ngay hết chỉ có xài đường đen thôi. Bụng cứng quá rồi này.